Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phỏng vấn đặc biệt với Bobby Lý do Bích Phượng thực hiện. Bích Phượng xin kính chào quý vị đến với cuộc phỏng vấn đặc biệt ngày hôm nay. Bích Phượng được hân hạnh phỏng vấn anh Bảo Lý. Anh cũng là chủ tịch của cộng đồng Việt Nam vùng Washington DC Maryland và được biết vào ngày 10 và 11 tháng 8 2019 sắp đến tại Tyson Plaza sẽ có một việc fest lần thứ 8. Bích Phương xin mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn đặc biệt ngày hôm nay để biết thêm những chương trình đặc sắc của Vietfest 2019. Bích Phương kính chào anh Bảo. Dạ yeah, xin chào chị, xin chào quý vị. Anh xin bảo cho khán giả của đài biết được về cái chủ đề của Vietfest và những cái thành công những năm vừa qua và năm nay Vietfest có những gì đặc biệt. Dạ, cảm ơn chị. Um, thì Vietfest năm nay là năm thứ 8 tổ chức ở Tyson Corner à năm nay sẽ tổ chức thứ bảy và chủ nhật tháng 8 10 11 tây. À, địa chỉ ở Tyson Corner là 1961 Change Beach Road. À, thì như mỗi năm đó thì tháng 8 tổ chức hội này là một cái hội chợ à, văn hóa của Việt Nam. Um, mà năm nay thì uh, người title sponsor là uh, MGM Casino và cũng có rất là nhiều uh, sponsor khác mà đặc biệt năm nay thì uh, cái chủ đề đó là the beauty of uh, Việt Nam coi như là sắc đẹp của uh, những Nam. sắc đẹp của Việt Nam đó thì mỗi năm thì có một cái chủ đề khác rồi uh, uh, sau đó thì những cái chương trình đó là phải theo cái chủ đề đó uh, những cái uh, decoration uh, uh, cũng vậy luôn thì uh, như mỗi năm thì cũng có hoa hậu cũng có uh, mấy cái chương trình văn nghệ hay là việc fest cả thailand uh, rồi cũng có mấy cuộc thi ăn giống như là crawfish eating contest eating contest mà năm nay thì uh, sẽ làm cái cupcake eating contest cái đó là cái mới của năm nay. Um, thì uh, thứ bảy cũng sẽ có cô uh, Myra Tran là uh, cô mà ở trên American Idol đó. Uh, cậu cô sẽ tới cô hát. Rồi chủ nhật cũng sẽ có uh, ca sĩ hát uh, cho buổi chủ nhật. Um, thì uh, mà quý vị có tới đó thì sẽ thưởng thức những món ăn đặc sắc của Việt Nam thí dụ bún thịt nướng ch chả giò rồi phở uh, bánh mì uh, nhưng mà cũng sẽ có mấy món của Á Đông khác thì giống như là uh, uh, đồ Thái hay là đồ Nhật uh, thì uh, uh, mong là quý vị sẽ tới đông đủ uh, để ủng hộ uh, hội trợ Vietfest uh, uh, như mọi năm và năm nay hồi nãy Bảo có nói có năm nay có Mr. Việt Fest hay không? Dạ có, thì có Hoa hậu Mr. Việt Fest và Miss Việt Fest thì cái đó là mỗi năm đều có hết. Vậy Bảo cho khán giả biết được cái chương trình mà buổi chiều đó, buổi sáng như thế nào và buổi chiều như thế nào để thí dụ mọi người muốn đến xem thi Hoa hậu hay là thi Mr. Việt Fest thì uh, mỗi uh, ngày đó cái chương trình trên sân khấu đó là sẽ bắt đầu từ lúc 12 giờ và uh, 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 coi như chào cờ 12 giờ múa lân uh, múa lân thì mạc, đó, mạc đó, khai mạc khai mạc tới rất là nhiều người thích coi múa lân thì mỗi lần múa lân là có sáu con lân lần nên uh, cũng rất là vui mà rất là đẹp thì uh, 12 giờ là khai mạc rồi sau đó là có mấy cái chương trình võ hay là múa uh, rồi sau đó cô ca sĩ My Tran sẽ lên hát sau 1 giờ. Uh, rồi uh, cũng có việc Festca Talent cũng có những cái người uh, uh, ca sĩ nhạc sĩ của những cái uh, nước khác chứ không phải Việt Nam không. Uh, rồi chiều 4 giờ là Mr. Vietfest cái là thứ bảy. Rồi chủ nhật uh, thì uh, cũng khai mạc uh, lúc 12 giờ. Uh, mà cũng có uh, nhiều múa uh, mấy cái cultural dance rồi uh, uh, ca nhạc rồi ca sĩ hát. Rồi sau đó 3 giờ là có Miss Fest uh, tới tối có trình diễn thời trang. Dạ thì uh, trong đó cũng có thứ bảy là cỡ 3 giờ là cũng có coi như uh, cái fashion show áo dài fashion show đó, rồi chủ nhật cũng uh, 3 giờ thì cũng sẽ có luôn. Thì uh, mong là viết quý vị tới nguyên hài, tại vì dù là tháng 8 có nóng đó thì uh, tại vì cái này làm ở ngay cái mall thì cũng có cơ hội vô trong uh, Tyson Sinh Mall để đi shopping uh, cool down rồi uh, ra chơi trở lại. Đó thì uh, mỗi năm thì cũng có hơn 20.000 người tới, mong là năm nay sẽ hơn 30.000 người. Theo Bích Phương được biết là hàng năm, uh, giống như ba cảnh sát trưởng của quận hạt Fairfax, những dân biểu, những uh, congressman rất là um, thích cái hội trợ việc fest của mình. Nên chị Phương thấy lúc mà khai mạc, lúc nào cũng có mặt những nhân vật quan trọng đó. Dạ, yeah, yeah, thì mỗi năm họ cũng tới, họ phát biểu hay là họ có những cái quầy để kêu gọi mọi người ra bầu. Um, thì uh, họ, họ, họ lúc nào cũng uh, ủng hộ vietfest đó yeah. um, bảo cho khán giả của đài biết thêm về cái giờ để thi ăn phở ừ. ăn crawfish và ăn cupcake thì bình thường đó là sân khấu lúc 2 giờ là sẽ ngưng một tiếng đồng hồ uh, actually cũng cỡ nửa tiếng để, để làm cái phở eating contest rồi nửa tiếng làm cái uh, crawfish eating contest, là mỗi ngày đều có cái cuộc thi đó mà ai thắng sẽ thắng 100 đồng gift card. Uh, cuộc thi đó rất là vui, năm nào cũng có rất là nhiều người họ ra để uh, tham tham gia cái đó. Năm rồi mình có Mama La, năm nay là Mama La không có về vậy thì. Contest ăn phở là của nhà hàng nào vào? Uh, cái nhà hàng mà là lo phở là uh, Sài Gòn Sunday. Họ là có một cái nhà hàng bên Alexandria. Thì uh, họ sẽ tới là họ buôn bán phở rồi nhiều món khác nữa. Nhưng mà họ sẽ sponsor rồi Crawfish Eating Contest thì mỗi năm là sponsor là uh, Hot Juicy. Um, Năm nay cũng đặc biệt là có cái, cái hãng Cathay Airlines họ ra nhưng mà họ cũng sẽ sponsor hai cái vé uh, đi bất cứ ở đâu ở bên Asia là không phải là economy mà vé là premium ticket nha. Thì tụi này sẽ raffle thứ Bảy và Chủ Nhật chiều, thứ Bảy và Chủ Nhật lúc cỡ 7 giờ chiều. Thì quý vị nào mà muốn thắng những cái giải đó đó, quý vị có thể lên vietfest.com, có thể donate cho Vietfest. À, nếu mà ai có thể, thể donate từ hai triệu đồng trở lên đó, à, thì sẽ nhận được những cái quà giống như những cuốn sách uh, Crazy Rich Asians, uh, iPad hay là cái uh, uh, gift card uh, 100 đồng. Có rất là nhiều cái quà uh, có thể lên Vietfast.com hay có nếu muốn biết thêm chi tiết cũng có thể gọi bảo số điện thoại 703 năm 06241 tại vì về tài chánh thì năm nào cũng cần hết á nên vậy cần cái sự ủng hộ của quý vị quý vị mà quý vị cũng sẽ có cơ hội để thắng vé yeah, đi nếu mà muốn đi Việt Nam, Nhật uh, Đại Hàn uh, bất cứ uh, the, đâu cũng được mà premium ticket nha. Nên vậy sẽ có hai người có cơ hội thắng cái 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 price lớn đó Nhưng mà. Nhưng mà mọi người có phải có mặt để trúng hay không? Không cần có mặt Tại nếu mà lên cái GoFundMe ở trên Facebook của Vietfest hay là lên vietfest.com thì có thể donate nhưng mà quan trọng nhất là bỏ tên với cái số điện thoại để tụi này lúc mà join thì sẽ announce cái tên với hướng thoại mà nó sẽ like để cho mọi người thấy mà nó sẽ record được luôn. Cảm ơn anh Bảo đã cho khán giả biết được về những cái sinh hoạt sắp đến hội trợ văn hóa Việt Nam của mình 2019. À, Bích Phượng mong quý vị xem đài sẽ đem gia đình đến cũng như con em và tất cả những thuyền nguyện viên để đóng góp chương trình Việt Fest 2019 sẽ được thành công hơn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi cuộc phỏng vấn đặc biệt giữa Bích Phượng và Anh Bảo. Mong gặp quý vị vào những kỳ phỏng vấn lần sau. À, cảm ơn chị. À, một lần nữa đó, Việt Fest sẽ tổ chức là tháng 8, 10, 11 tây à, từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối ở Tyson, uh, uh, Tyson Corner uh, Mall. À, địa chỉ là 1961 uh, Change Bridge Road, uh, uh, Tysons, Virginia. Và nếu mà có ai có uh, thắc mắc gì đó có thể gọi số điện thoại của bảo là 703 350 6241, nếu không có thể lên Vietfast.com. Yeah, xin chào quý vị và cảm ơn quý vị. Kính chào quý vị, chương trình bản tin hoa thành đốn đến đây xin tạm ngưng. Kính mời quý vị đón xem bản tin Hoa Thịnh Đốn vào lúc 8 giờ tối Hoa Thịnh Đốn từ thứ hai đến thứ sáu trên SPTN. Mọi liên lạc với ban biên tập xin email về Washington at tv Bích Phương xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý vị một buổi tối bình an và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Thông báo Hội Y tế miền Đông Bắc Hoa Kỳ trân trọng kính mời quý niên trưởng, quý đồng nghiệp và quý thân hữu tham dự dạ tiệc dạ vũ mùa thu được tổ chức vào ngày thứ Bảy 31 tháng 8 2019. 7 giờ tối đến 12 giờ khuya tại nhà hàng Harvest Moon. Xin liên lạc dược sĩ Trần Kim Long 410-707-6203, bác sĩ Nguyễn Khoa 571-277-8791.